thưa quý vị. Một lần nữa chúng tôi xin trở lại với chương trình ăn Tết của người Việt Nam chúng ta tại hải ngoại. Thì thưa quý vị, chúng ta biết rằng thì là chúng ta chỉ còn có chừng độ dăm ngày nữa thì đã bắt đầu tới một cái Tết Nguyên Đán mới. Và trong cái Tết Nguyên Đán này thì thưa quý vị, chúng ta cũng có những cái món ăn rất là đặc sản hay là rất là đặc biệt của quê hương chúng ta mà chúng ta không thể nào mà không nhớ tới thì thưa quý vị, đó là ăn Tết Nguyên đán. Thường thường hàng năm sau khi cùng dân bản xứ đón năm mới dương lịch thì người Việt xa quê lại cùng với gia đình đồng hương sửa soạn đón mừng Tết dân tộc. Tết vẫn là ngày vui nhất trong năm của mọi người dân Việt. Cho nên dù thời gian có đi qua và không gian có ngăn cách con dân Hồng Lạc vẫn đời đời duy trì bảo vệ những cái lễ nghi, những cái phong tục và những cái tập quán cổ truyền của ngày Tết Nguyên Đán vào đầu mùa xuân. Những ngày mới vào đất lạ thì có người đã tưởng như rằng không còn biết xuân, biết Tết là gì. Nhưng chỉ sau vài năm vất vả hội nhập, thích nghi với một cái nếp sống mới, văn hóa mới, người Việt đã tạo ra được một cái truyền thống đón Tết mừng xuân ở trên quê hương của nước người. Với thời gian thì thưa quý vị Tết đã đi vào văn hóa hiệp chủng quốc và truyền thông đã dùng ba mẫu tự T, I, E tức là Tết để chỉ ngày hội New Year của người Việt Nam chúng ta. Nói tới Tết là phải nói đến cái sự đoàn tụ gia đình gặp gỡ bạn bè để hàn huyên tâm sự chúc mừng nhau năm mới. Và trong các cuộc gặp gỡ như vậy, chúc mừng như vậy thì thưa quý vị ăn uống có một cái vai trò rất quan trọng. Cho nên ta thường nói rằng ăn Tết là vì vậy. Vâng thưa quý vị ăn Tết là vì vậy. Mà trong ăn uống cũng có nhiều điều lý thú cần phải nhớ. Vâng thưa quý vị cần phải nhớ và xin cùng nhau ôn lại. Mâm cỗ cúng ngày Tết thì thưa quý vị dù có nghèo đến đâu chăng nữa tết cũng phải có một cái mâm cỗ trước là để cúng ông bà tổ tiên sau nữa là để vui vầy sum họp có cái nâng lên đặt xuống cho con cháu nó đỡ tuổi và thông thường một mâm cỗ có 8 bát và 8 đĩa chính không kể đĩa dưa hành rau xà lách bánh trưng với lại xôi gấc các loại dưa muối thì hành dưa và đây là dưa muối đã thành hình. Tám đĩa thì thưa quý vị, thịt gà sống thiến, mái gẹ, da gà vàng, béo ngậy với lá chanh thái chỉ, óng ánh. Giò lụa và chả quế là món thứ hai. Và thịt lợn đông chất thạch trong suốt là thứ ba. Cá chép, cá chấm, lót giềng già, mía khẩu, kho khô là món thứ tư. Giò thủ lợn với tai sụn giòn và mộc nhĩ cũng như là bánh trưng xanh với sôi gấc màu đỏ tươi. Và cuối cùng, thưa quý vị, là món dưa hành nén. Mâm cỗ Tết ngoài Bắc thì thưa quý vị, chúng ta có những cái đĩa thịt gà thái chỉ như thế này. Và cái da gà nó màu vàng ngậy với những cái lát chanh mà thái chỉ mỏng. Rồi đến dưa hành, rồi đến thịt đông, rồi đến thịt mỡ, đủ cả. Và thưa quý vị, một cái ngâm mâm cỗ thì thưa quý vị còn có bánh trưng xanh, lại còn có những cái nem, lại còn có những cái bát bóng và những cái đĩa hành cũng như đĩa sôi và đĩa giò lụa rất là thơm, ngon. Tám bát canh thì thưa quý vị có măng lưỡi lợn, hầm chân giò, bóng bì lợn phơi khô, su hào, cà rốt, mực nấu, su hào, thái chỉ và canh nấm hương ôm lấy một viên giò sống vây cá thủ trong suốt giòn sần sật và chim hầm nhồi cống non, hạt sen, ý nhĩ, thịt nạc, nấm hương và mộc nhĩ. Rồi đến món gà tần cũng như là món miên nấu lòng gà. Vâng thưa quý vị, miến nấu lòng gà. Bây giờ chúng tôi xin đề cập tới cái mâm ngũ quả. Vì mâm ngũ quả không có nghĩa chỉ là năm cái loại cỏ mà từ xưa đến nay mâm ngũ quả ngày Tết, vẫn là những cái loại quả chuối xanh, bưởi, cam, quất, khế và ớt. Gọi là ngũ quả nhưng thật ra việc lựa chọn và bày biện những cái loại quả gì trên mâm là tùy thuộc và vào từng địa điểm với những cái đặc thù về khí hậu, sản vật và quan niệm văn hóa riêng của cái vùng đó. Và từ đó người ta chọn ra những loại quả mang ý nghĩa tâm linh, tinh thần để làm một cái mâm ngũ quả. Ngũ quả miền Bắc thì có chuối, bưởi, đào, hồng, quýt. Vâng, chuối, bưởi, đào, hồng, kiết Và một cái nải chuối được đặt ở dưới để đỡ lấy toàn bộ các trái cây ở bên trên. Và chính giữa nải chuối xanh thẫm là quả bưởi căng mộng hoặc là quả Phật thủ chín vàng nổi bật nằm ở trên đó. Ngũ quả của miền Nam thì thưa quý vị gồm có mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài và sung theo cái câu là cầu sung vừa đủ xài. Đặc biệt mâm ngũ quả của miền miền Nam không thể thiếu cặp dưa hấu ruột vỏ đỏ xanh, ruột đỏ vỏ xanh tượng trưng cho lòng trung nghĩa và tinh khiết của người phương Nam. Ngũ quả của miền Trung thì dù nghèo khó, đất đai vốn cằn cỗi, ít hoa trái lại thêm thời gian Tết thường thường rơi vào mùa đông khắc nghiệt cho nên người dân quê ở đây không có câu nệ cái ý nghĩa của mông ngũ quả mà chủ yếu là có gì thì cúng lấy và thành tâm dâng kính tổ tiên mặt khác ra thì thưa quý vị vì miền trung có sự giao thoa giữa hai cái văn hóa của miền nam và miền bắc cho nên chuối mãng cầu sung dừa đu đủ xoài rất là phong phú có tên miền bắc thì thưa quý vị phải kể đến cái món gà luộc gà luộc không thể nào thiếu cho một bất cứ một mâm cỗ nào ở miền Bắc. Và cũng có lẽ vì người Bắc tin rằng món gà luộc sẽ mang đến một khởi đầu thuận lợi, vạn phúc, đông đầy. Vì thế, hãy khởi đầu năm mới của bạn bằng món gà luộc để cả năm được như ý. Cổ tiết miền Trung thì thưa quý vị bếp lửa miền Trung náo nức chào đón xuân với hương thơm của bánh tét, của dưa món, của nem chua, của ché, của thịt dầm bên cạnh mai vàng và bên cạnh đó còn có gói gỏi, có gà bóp rau răm và măng miết trộn. Và thưa quý vị đồng thời cũng có món nem lụi, bò nướng và xả ớt. Thưa quý vị đó là món ăn của miền Trung cỗ tết miền nam thì thưa quý vị vì cái thời tiết khác biệt ở miền nam đối với miền bắc cho nên cỗ tết ở miền nam thường là thịt kho tàu tức là thịt heo trứng với lại nước dừa thịt heo trứng với lại nước dừa và tùy theo từng địa phương ta còn bắt gặp thêm một mâm cỗ có các món ăn như là thổ qua và thịt nạc vâng thưa quý vị khổ qua và thịt nạc nằm ở giữa đây là một cái đĩa thịt đông thì thường thường thưa quý vị chúng ta cần phải cứ cái dân chân giò heo khoảng chừng độ 1 ký hoặc là ký rưỡi rồi người ta cạo sạch rửa lông đi hơ lửa rồi đập vỏ móng sừng rửa sạch rồi chẻ dọc cái thân ra rồi lóc cái phần dàn ra rồi sau đó thì có cái phần da heo cắt miếng chừng độ khoảng ngón tay và thưa quý vị trộn đều với hai thứ với nhau rồi cho một muỗng cà phê muối một muỗng cà phê muối một muỗng tiêu một uh, để qua chừng độ 40 phút rồi cho hỗn hợp thịt ra vào một cái nồi vừa nấu vừa ăn. Chè kho ngày Tết, đây là cái món đặc biệt của miền Bắc. Thì thưa quý vị, đây là một cái món ăn rất là thân thiết của người miền Bắc và luôn luôn hiện diện trong cái mông cỗ cúng gia tiên ở mỗi, mỗi đêm giao thừa. Chè kho cũng là một món ăn mời khách trong ngày mùng 1 Tết chủ nhà thường cắt từng miếng chè kho mời khách thưởng thức với trà sen. Và hương vị của chè kho thật đặc biệt, vừa mát, vừa mềm dẻo, vừa có độ mịn, vừa ngon của đỗ xanh, lại có mùi hương thoang thoảng của hoa bưởi. Thưa quý vị, đây là cái món chè xanh, chè kho ngày Tết. Rồi đến giò lụa thì thưa quý vị thịt lợn được chọn để làm giò lụa phải là thịt nạc loại ngon và sờ còn thấy ấm tay và đem dã lên tục cho đến khi bị nhuyễn gọi là dò sống rồi nhấc chảy lên thì thưa quý vị thấy cái thịt nó không còn có dính. Giò ngon khi cắn thì thưa quý vị miếng giò không bị bở và hương vị đặc biệt của giò còn ở cuống họng sau khi mà chúng ta đã nốt chả quế. Thưa quý vị, đây là một cái món ăn đặc biệt của miền Bắc và đây là cái chả quế đã được thành hình. thì thường thường là do những cái thịt nạc mông và mỡ đã thái ra và giã nhỏ, nhuyễn, ướp với tất cả các gia vị như là quế, vân vân và bật lò 400 độ F cho nóng, cho khay chả vào nướng 45 phút thì là chín như thế này, thưa quý vị. Đây là những cái nhiên liệu để làm cái chả quế. Món ăn truyền thống thì thưa quý vị, người Việt đã có truyền thống lâu đời về văn hóa ẩm thực. Không những vừa đẹp, vừa ngon, vừa bổ mà còn vừa là một vị thuốc da giảm. Gia vị ấm cho món ăn lạnh và gia vị bát, gia vị mát cho món ăn nhiều nhiệt. Đấy là nhà văn Băng sơn đã diễn tả như vậy. Vâng thưa quý vị, người Việt đã có truyền thống lâu đời về văn hóa ẩm thực, không những vừa đẹp vừa ngon vừa bổ mà lại còn vừa là một vị thuốc, ra giảm ra vị ấm cho món ăn lạnh và ra vị mát cho món ăn nhiều nhiệt. Sử tích bánh trưng bánh dày thì chắc quý vị cũng nhớ là vua Hùng Vương thứ 6 muốn truyền ngôi cho con và nhân dịp đầu xuân thì ông ấy triệu tập các con lại và nói rằng tiền là ai kiếm được cái món ăn nào ngon thì dâng cho vua cha thì vua cha sẽ truyền cái ngôi cho thì có một ông hoàng tử tên là tiết liêu thì ông ấy nằm mộng thấy có một vị thần đến bảo rằng thì là ông đi lấy gạo đi rồi đậu đi rồi ông làm đi một cái bánh trưng bánh dày và để cúng vua cha và quả tình là ông cha nếm thử thấy đánh ngon và khen có ý nghĩa bèn truyền ngôi lại cho tiết liêu và từ đó Tết Nguyên Đán thì chúng ta lại làm bánh trưng và bánh dày. Đây là sự tích bánh trưng bánh dày là một cái ông Tiết Liêu. Ông ấy nghĩ rằng thì là có vua Hùng Vương sẽ truyền ngôi cho ông thì ông có thấy rằng thần bảo cho ông rằng thì để kiếm cái này đi tức là bột gạo nếp rồi giã rồi làm thành những cái bánh trưng bánh dày như thế này đi. Thì rồi sau đó mang dâng hiến vua cha, dâng hiến vua cha và thưa quý vị được vua cha khen ngợi và từ đó là ông ta được làm vua xứ Văn Lang. Nhiên liệu làm bánh trưng thì có gạo nếp phải ngâm ít nhất là 8 tiếng đồng hồ đãi sạch rồi đỗ xanh, đỗ tiêu, hạt nhỏ, ruột vàng, thơm ngon và cuối cùng là thịt lợn, thịt ba chỉ hoặc là thịt vai sấn thì mới ngon. Và thưa quý vị, tất cả đều phối hợp vào với nhau để trở thành ra một cái bánh trưng gọi là xanh dờn. Thưa quý vị, xanh và dờn. Và đây là cách làm bánh trưng. Và trong một cái kỳ trước thì chúng tôi cũng đã trình bày với quý vị. Đây là cái bánh dày, bánh trưng. Và đây là cái bánh tét ở miền Nam. Lá rong dùng để gói. Và những cái nhiên liệu dùng để gói bánh trưng thì nó thực hiện ở trong cái hình ảnh này. Rượu trong những ngày Tết là một cái nguồn năng lượng đến từ bia và nước ngọt. Và thưa quý vị, tất nhiên là trong đó nó sẽ có một số những cái chất mà nó có thể gây ra cái lượng dự trữ mỡ ở trong cơ thể của chúng ta. Và chúng ta biết rằng thì lại trong này có đường đó thì thưa quý vị nó cũng là một cái loại mà nó cho những cái năng lượng rỗng và nó có thể chuyển thành ra những cái chất mà mỡ dự trữ trong cơ thể của chúng ta. Một ly rượu whisky nó cho 120 calo, một lon bia cho số năng lượng bằng 2 phần 3 chén cơm trắng và một lon nước ngọt cho trường độ 120 calorie. Béo phì thừa cân cholesterol cao thì thưa quý vị trong trường hợp này chúng ta cần phải tiết chế ăn uống những cái thứ mà không có lợi ích cho cơ thể. Thí dụ như chọn thịt nạc, không ăn mỡ, ăn da, không ăn da, ăn ít trứng và tăng cường ăn đá, ăn cá hoặc là đậu hũ hoặc là hạn chế những cái đầu lòng tim gan cật vân vân và nên dùng thực phẩm có nhiều chất xơ và rau cải giúp cho giảm cholesterol và tạo ra cảm giác no nhanh và kéo dài. Người bị cao huyết áp, bệnh tim mạch thì thưa quý vị cần ăn lạt ít muối và thưa quý vị cũng cần phải giảm cái chất cholesterol ở trong đó. Ngoài ra thì thưa quý vị các loại thực phẩm công nghiệp như là thịt cá hộp, thực phẩm nhiều muối vân vân là những cái thứ mà chúng ta nghĩ rằng thì là chúng ta có thể giảm tị đi, tức là giảm thiểu nó đi rất nhiều. Bệnh tiểu đường thì thưa quý vị cần phải hạn chế những cái loại bánh kẹo mứt, nước ngọt và trái cây ngọt và nên sử dụng những cái loại thực phẩm ít đường hoặc là được chế biến từ những cái nguyên liệu có chỉ số đường huyết thấp, thí dụ như là bún, gạo lứt cũng nên ăn nhiều rau để tăng lượng chất xơ trong cơ thể và đồng thời cũng cần phải vận động hợp lý phù hợp với lại cái tình trạng sức khỏe của mình bệnh gao thưa quý vị đây là một cái bệnh nó gây ra nhiều khó khăn cho nhiều người đặc biệt là thưa quý vị những cái ngón chân cái nó sưng vù lên giống như là quả nhót thì thưa quý vị trong cái trường hợp này đã thì thưa quý vị cái rượu là cái nước cồn và nó có những cái rượu bia, rượu mạnh vân vân Nó có nhiều những cái uric acid. Rồi hạn chế ăn những cái nội tạng động vật, thí dụ như ốc, gan, bầu dục hoặc là những hải sản hoặc là thịt, nấm, mây tây, măng tây. Vì chúng làm dư cái uric acid ở trong cơ thể của chúng ta và nó đưa tới trường hợp mà gọi là đau nhức các cái khớp xương ở trong cơ thể chúng ta. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin trở lại với nhà văn Băng Sơn. Với những phong tục của người Hà Nội đang dần mất đi thì ông tiếc nuối một cái điều gì? Thì thưa quý vị, ông trả lời rằng những cái mất đi không ai có lỗi. Bởi thời đại của chúng ta là thế và tuy nhiên mỗi dịp Tết đến tôi vẫn còn háo hức lắm. Tết là dịp tất cả những cái phong tục Việt Nam được thể hiện rõ. Từ chuyện tạo mộ, chúc Tết, nghĩ về nhau, chơi xuân, chẳng có một lễ hội nào đông vui như Tết. Và hơn 90 triệu người Việt Nam cứ đến giáp Tết lại về với nhau háo hức dù đó chỉ là những người nghèo, những người nghèo nhất thưa quý vị. Kết luận, thì thưa quý vị Tết là dịp để các thành viên trong gia đình đoàn tụ, bạn bè gặp nhau sau một năm lo công việc làm ăn. Và vì lý do đó những cái buổi liên hoan họp mặt nồng nhiệt kiểu Tết mà dễ diễn ra thâu đêm và suốt sáng và thưa quý vị không có thức ăn xấu không có thức ăn tốt thức ăn tốt hay xấu là phụ thuộc vào cách ăn uống của mỗi người nên ăn uống điều độ vừa phải đảm bảo đủ ba chữ tính trong ngày thì thưa quý vị nếu chúng ta làm được như vậy thì thưa quý vị chúng ta sẽ có một cái thân tâm gọi là thường an lạc và chúng tôi xin chào tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn quý vị khán thính giả vào những chương tình sống vui sống khỏe trong những kỳ tới xin tạm biệt